của chị ngay từ nhỏ đã vất vả, cho nên khi vừa 18 chị đã phải làm ăn xa. Chị phải phụ ba mẹ nên từ bỏ tất cả những sở thích và hoài bão, mọi người phải làm tăng ca. Sống một cuộc đời bị người đời gọi là nghề nhân trí thấp, nhưng mà chị thì cứ vẫn cười cho qua. Nghe mấy thuộc lời chị cười rồi nhìn tao nói, để ý chi những thứ đó chị đã nghe hàng năm qua. Đáng sợ nhất không phải động đất, no. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới mà chị nói thì con người chúng ta gọi là động lòng. Yeah, ngày đó chị gặp ba lưu trẻ chị cứ nghĩ là mộng hồng. Thì cũng chỉ vì lá thư tình mà. Nếu như ngày đó chị lý trí thì giờ đây chị đâu phải thốt lên rằng ra như mình là. Hồi đó sáng ngủ tôi đi làm hay ra công viên mỗi khi nhàn, lúc đó ông quét rác, kể gặp nói chuyện quen biết nhau. Lúc đó có biết đâu bản tính ông nhếch nhác. Cưới về cái thói quen tạo thành, bản tính ông bạo hành. Áp lực đâu chị ngủ là xong, cuộc đời nếu là xe bánh mì, xã hội là cái gấp, sức khỏe thì như hũ trà bông. Nhiều khi chị khóc và chị la, nhưng chị vẫn sống và bị tha. Giữ cho mình cái chân thiền mỹ, nếu ai được giống ba chị Hoa đứa nha hương là bị la. Nhưng chị rất thân thiện chị, là vì cuộc sống lo tay một đống, đất đâu mà xài sở trường riêng. Bị bệnh đau cuộc sống, quốc lộ như sân banh, chị vẫn thường đứng ở đường biên. Tâm trí như phì gió, tâm lý vui khi có tiền là tình công nhân. Tâm trạng thường bão hòa, nhưng tâm can như lão già là tình công nhân. Tâm sự một thêm cánh, tâm tư một em ấm là tình công nhân. Tâm hồn như đĩa băng, môi móc những góc khuất như tâm xỉa răng. Công nhân là chất phát, không lo bị mất mát nếu khi cúp điện. Công nhân là giản đơn, luôn cho cô cảm ơn nếu mày giúp việc. Công nhân là chịu khó, đôi khi cũng bị la bị móc thiệt oan. Công nhân là hỏi quê, cái họ lại trả lời tao gốc Việt Nam. Mày đâu có biết, cái gọi là riêng đâu chỉ có thể hiện qua những trang sức cách ăn mặc. Mày đâu có biết, cuộc sống của họ như vòng xoay phải di chuyển nếu có thể giữ thăng bằng. Mày đâu có biết, cá thể lên lôi phải liên kết với có giá trị như chòm sáu bắt đầu. Mày đâu có biết, lý lẽ mày nói nếu mà đối chiếu với họ thì mày như đứa con hoang vì sẽ bị họ cắt khẩu. Phải khi mất điện mày mới biết, lúc đó con người mới biết quý trọng cơn gió. Chủ chức mày nằm ở trong miệng, nhưng so với họ chỉ là cộng đồng chó. Đối với mày thì cuộc đời của họ cũng chỉ là những cây cỏ rác xác hỏng cống. Nhưng đối với tao thì những cây cỏ đó sức sinh tồn rất mãnh liệt hay tỏa sáng khác cuộc sống. Bọn họ không phải là cầu thủ, nhưng họ vẫn có cái chân chất, vẫn là đứa con của Việt Nam. Cho dù ông sếp là đại hàn dân quốc, tim nóng như mặt cái đầu lạnh. Yeah, vì biết là giận dữ mất khôn, rất ít khi hứa những hứa thì phải làm. Sống như là quân tử nhất ngôn. Yeah, tâm thần cứng rắn như lá trắng. Ê, bảo vệ như là tầng ozone. Yeah, bọn họ chỉ rút tay bỏ qua. Ê, cho dù mày bao lần vô ơn, tĩnh lặng giữ dòng đời sơ bồ. Ê, cố gắng khi bị mất bình nước. Yeah, không biết thì cứ cho Google, bọn họ gọi gốc rồ, đó là đất Bình Phước. Yeah, ayo, nếu tụi mày nghĩ làm nghề công nhân là dân trí thấp và nhân cách kém thì tao nghĩ là tụi mày đéo đáng để tồn tại. Mày phải tiếp xúc và đặt khía cạnh của mình vào người khác thì mày mới biết là họ như thế nào. Đéo có nghề nào hèn mày cả, chỉ có nhân cách bị mục rửa mà thôi. Yeah, những cái thứ mà tụi mày đang sử dụng hàng ngày thì nó được tạo ra do những người công nhân đó. Cho nên tao làm bài này để nói về những người công nhân, để cho mày biết là họ tuyệt như thế nào, vì tao cũng đang làm thời vụ ở đó. Và lời cuối, nghe cho rõ, đéo ai đi soi mói một kẻ tầm thường cả. Nhớ đó. Peace.